cây 93 nè. Ba đậu đem 100 rồi. Cái đường lên nó rất là hẹp nè. Nhưng cái dãy cầu nó bắt sát với con đường. Thấy gì cái cầu bắt thấy ghê trời. Trời chết rồi, mì đã chân rồi trời. Mấy đang chuẩn bị lên nè. Mấy đang lên nè. Ghê quá. Đó. Nguy hiểm quá mọi người. Khi cái này yếu là cái láp thục mất tiêu luôn. Anh cứ vậy không chết. Rồi gọt dây ra. Lên. Giờ mà anh bắt dây cầu nha. Dây cầu này rất là nặng luôn nha. Tiếp tục cây thứ hai. Người ta lính mới ủ nương nương bắt lội xong kiểu này chắc chịu về luôn á. Rồi cặp cây thứ hai cũng bắt xong nha. Rồi xong cặp dãy cầu bắt đầu máy chuẩn bị qua 93 độ tem 100 là cũng xuống trước nha mọi người. Nắng nó chói chói sao ta, chói nắng rồi người. Người xem thông cảm với mình đó. Đó, đây bắt đầu qua đầu rồi.
mít này giải cứu cây 93 hecta thành công rồi mọi người. Thì giờ anh cũng đang tiếp tục cắt. Đây hồi nãy lý do là bị gãy dĩa cầu. Giờ là hồi nãy giờ là ảnh cây 100 mít thì giải cứu cây 93. Còn bây giờ hai ảnh cắt cặp bên nhau luôn nè mọi người. Hôm nay idol mới cắt DC93S cha là cái bằng idol kía đó mọi người. Thách thủ. Đây là mấy sao là mấy ai idol kía nè, thách thủ. Gãy dĩa cầu. Bây giờ mới lên được, mới cắt được tràng đầu tiên à. Sướng lắm. Ba đèn lối nữa là xong nha mọi người. Đúng, đúng. Ok ok, lên giờ, lên giờ. Tay này dữ lắm, máy nghiêng cái ẹo vậy nè, ẹo qua ẹo lại nè. Ghê lắm, tay này ghê lắm. Này mà gãy cầu làm hai luôn rồi, thấy dữ lắm. Gãy cầu luôn. Chưa lên luôn. Số quá trời nó không lên được. Ở đây thì cắt cũng thích tâm rồi mọi người. Ai làm nữa. Lên luôn nha. Bò ra rất là nhẹ nhàng, chậm rãi luôn. Dựng đứng lên luôn á mọi người. Anh này anh mới cắt DC93S cha đi làm này nữa là xong nha. Còn một lối thì anh 100 mít lên luôn. Chuyển ra bằng cách nào đây, thì cái đường ra vô nó rất là khó, còn cái cầu nó gãy làm hai rồi, chuyển ra từ từ nha. Rồi thì mình cũng xin phép là kết thúc video luôn mọi người.
Thì hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai và những video tiếp theo. Ồ, cặp máy này đậu gì đẹp ghê ta. Rồi mình kết thúc video đây mọi người.